Ngọc Anh chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới, kênh cập nhật các thông tin giải trí nhanh nhất có trong ngày. Và ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn những tin tức gì đáng chú ý. Hãy dành ra ít phút để cùng với mình theo dõi ngay bây giờ nhé! Người phụ nữ làm loạn ở chốt kiểm soát dịch, lớn tiếng với chiến sĩ công an, đụng tới tao là hết giờ. Người phụ nữ ở Đà Nẵng muốn đi qua chốt kiểm soát để vào tỉnh Quảng Nam, nhưng khi được yêu cầu khai báo y tế thì liên tục làm loạn, chửi bới các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ. Ngày 29 tháng 7, công an thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam cho biết đang phối hợp với công an xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng để xử lý vi phạm hành chính đối với một người phụ nữ có hành vi gây rối tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, giáp danh Quảng Nam Đà Nẵng. Trước đó, trong ngày 28 tháng 7, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ chửi bới, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch khu vực giáp danh Đà Nẵng Quảng Nam khiến dư luận bức xúc. Đoạn clip dài hơn 15 phút được những người chứng kiến ghi lại và đăng tải lên Facebook. Theo nội dung trong clip, người phụ nữ đi trên xe SH từ địa bàn xã Hòa Châu lưu thông trên đường DT605 để đi vào tỉnh Quảng Nam. Khi đến chốt kiểm soát, lực lượng công an làm nhiệm vụ đã yêu cầu người phụ nữ tiến hành khai báo y tế, viết rõ lý do đi vào tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, người phụ nữ không chấp hành mà liên tục thách thức, chửi bới các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ. Một chiến sĩ công an đi đến nhắc nhở thì bị người này sỉ nhục, dọa gọi người đến xử lý. Tụi bây đụng tới tao là hết giờ, đừng giỡn, gặp được tao là hết giờ, tụi bây là cái chi?" Người phụ nữ liên tục đe dọa, "Tụi bây ăn hiếp đàn bà, ta muốn đi thì đi." Sự việc xảy ra với sự chứng kiến của nhiều người dân, những người này lên tiếng khuyên người phụ nữ kiềm chế, chấp hành đúng quy định, tuy nhiên người này vẫn bất chấp, cho rằng không ai được cấm đi lại. Tiếp đó người phụ nữ trên lấy điện thoại để gọi cho người thân và mách lại sự việc hoàn toàn sai sự thật. Mấy thằng ở đây vào đòi đánh má, mấy thằng chốt ở đường 605 lên đây liền Người phụ nữ la lớn qua điện thoại như vậy trong khi thực tế clip cho thấy chỉ có người phụ nữ la hét, nặng nặc đòi vượt chốt kiểm soát. Công an thị xã Điện Bàn cho biết hiện đã xác định được người phụ nữ trong clip là NTX, trú tại thôn Quan Châu, xã Hòa Châu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tin tức mới. Mong rằng các bạn đã có những giây phút thật vui vẻ sau khi theo dõi xong bản tin ngày hôm nay. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!